Đội tuyển Việt Nam hiện đang có chuyến du đấu tại nước ngoài. Hôm 10 tháng 10 vừa rồi, chúng ta thua 0-2 trước chủ nhà Trung Quốc. Hôm nay 13 tháng 10, chúng ta sẽ có trận đấu tập kín với Uzbekistan cũng tại Trung Quốc. Và hôm 17 tháng 10 tới, đội sẽ đấu chủ nhà Hàn Quốc. Nhìn ngược về trận thua Trung Quốc, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu ra một điểm sáng của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra mấu chốt chúng ta thất bại 0-2. Thực tế ở trận gặp Trung Quốc, chúng ta cũng đã thể hiện được điểm tốt, đấy là khả năng khống chế bóng. Số lượng đường truyền, thời gian kiểm soát bóng của chúng ta vượt trội đối thủ, số liệu đã cho thấy rõ điều đó. Đấy là điều chúng ta đã làm tốt trước đối thủ mạnh như Trung Quốc. Tuy nhiên, nhìn toàn cục thì chúng ta lại thua 0-2. Vấn đề là ở đâu? Chúng ta kiểm soát bóng nhiều nhưng chủ yếu ở phía sau và giữa sân. Còn ở phần sân đối phương, nơi chúng ta cần kiểm soát bóng để tạo nên các tình huống uy hiếp khung thành, mở ra cơ hội ghi bàn, lại chưa làm được. Trong trận đấu, chúng ta có hai cơ hội ngon ăn là khi Tuấn Hải đột phá rồi dứt điểm và Hoàng Đức chuyền bóng cho Văn Toàn bứt tốc. Hai cơ hội ấy, tiếc là chúng ta tận dụng không thành và nó cũng không tới từ các pha phối hợp bóng. So với thời ông Park, chúng ta không kiểm soát bóng nhiều mà chơi phòng ngự phản công trước các đối thủ mạnh. Dù vậy, chúng ta lại tạo ra được nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương hơn, bài xuống biên rồi nhả ngược bóng vào trong áp dụng khá tốt. Đấy là điều mà huấn luyện viên Chu Xie khi chơi kiểm soát bóng, tấn công cũng cần phải cân nhắc. Công bằng mà nói thì trước Trung Quốc, ông Chu Xie cũng có một bài là đưa Hoàng Đức nhô cao làm tiền đạo ảo. Rồi khi tấn công thì Hoàng Đức bất ngờ thụt xuống để tổ chức, trong khi hai mũi nhọn Văn Toàn Tuấn Hải dâng. Ở trận đấu Trung Quốc, huấn luyện viên Chu Xie đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ. Vậy màn trình diễn của các cầu thủ trẻ đó ra sao và cách sử dụng ồ ạt như vậy có tốt? Ông Vũ Mạnh Hải nhận định, tôi khá ngạc nhiên với cách huấn luyện viên Chu Xie đôn nhiều cầu thủ trẻ lên như thế trước Trung Quốc. Chúng ta có Trương Tiến Anh được thi đấu từ đầu dù còn trẻ và chưa có kinh nghiệm trên tuyển. Triệu Việt Hưng cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trên tuyển. Phan Tuấn Tài cũng còn trẻ. Sau đó, huấn luyện viên Chu Xie còn cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân thay người như Đình Bắc, mới 19 tuổi, Thái Sơn, Hồ Văn Cường. Nhìn chung thì các cầu thủ trẻ này chưa để lại ấn tượng nào đặc biệt, chưa thể so sánh với các đàn anh. Tất nhiên, việc huấn luyện viên Chu Xie cho cầu thủ trẻ vào thi đấu có thể hướng đến tương lai xa hơn. Vài năm nữa họ có thể chơi thường xuyên hơn ở đội tuyển quốc gia, phục vụ cho chiến dịch vòng chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên nhìn lại thời của tôi, khi gặp các đối thủ mạnh, cầu thủ trẻ nếu có được thử nghiệm cũng rất nhỏ giọt. Cách huấn luyện viên Chu Xie dùng cầu thủ trẻ nhiều thế này có thể vì ông ấy muốn tạo ra một sự mới mẻ, và cũng vì đây là giao hữu, ông ấy cũng đã nói trước sẽ thử nghiệm là chính. Nhưng việc sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ cũng sẽ gây ra những sự rối loạn của cả đội nói chung. Nhiều cầu thủ trẻ vào sân, tôi thấy họ cũng chưa thể hiện được tốt như chính khả năng của mình. Có chăng chỉ Thái Sơn là chơi tốt nhất trong số các cầu thủ trẻ. Nên việc sử dụng cầu thủ trẻ thế nào cho tốt nhất cũng là điều huấn luyện viên Chu Xie cần suy tính kỹ. Trước Uzbekistan, sẽ lại có nhiều cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam được thử sức. Vào tối nay khi đội tuyển Việt Nam đấu Uzbekistan, liệu huấn luyện viên Chu Xie sẽ sử dụng lối chơi nào và có tiếp tục đẩy mạnh thử nghiệm cầu thủ trẻ hay không? Cựu danh thủ thể công dự đoán, trận gặp Uzbekistan này Về mặt chiến thuật, tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ tiếp tục cách chơi như trước Trung Quốc thôi. Để bảo huấn luyện viên Chu Xie thay đổi ngay chiến thuật ở trận này thì khó vì trước Trung Quốc. Dù chúng ta thua nhưng lối chơi kiểm soát bóng ít nhiều cũng có tác dụng, theo định hướng của ông Chu Xie. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng theo tôi, trước Uzbekistan hay tới đây nữa là Hàn Quốc, chúng ta muốn chơi kiểm soát bóng cũng khó lắm, khó làm được như trước Trung Quốc. Bởi lẽ Uzbekistan và Hàn Quốc khả năng sẽ dùng chính lối chơi kiểm soát bóng để dập chúng ta. Trong mắt hai đối thủ này, tuyển Việt Nam là đội yếu mà. Phía Hàn Quốc còn đang có những ý kiến, chê trách việc tại sao lại giao hữu với đối thủ yếu như chúng ta. Gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn, dĩ nhiên họ sẽ tìm cách kiểm soát bóng để áp đảo. Với cá nhân tôi vẫn cho rằng lúc này, đội tuyển Việt Nam áp dụng lối chơi kiểm soát bóng tấn công trước các đối thủ mạnh là không hợp lý. Vì lối chơi ấy cần thể lực, kỹ thuật, chiến thuật rất cao. Con người Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung có những điểm yếu về thể hình, thể lực. Những năm trở lại đây, Việt Nam chúng ta phát triển nên con người cũng phát triển về mặt thể hình, thể lực. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa phát triển tốt tới độ chơi được kiểu kiểm soát bóng trước đối thủ mạnh. Khi chúng ta có thể lực thì còn chơi được chứ sang hiệp 2, hết thể lực sớm là hỏng. Lối chơi kiểm soát bóng cần di chuyển liên tục nên rất hao sức. Chúng ta phải cân nhắc chuyện bỏ sức chơi kiểm soát bóng mà không tạo ra hiệu quả, tới lúc mệt sẽ bị thua thiệt. Tiến Linh sẽ được trao cơ hội trước Uzbekistan. Ở trận đấu Trung Quốc vừa rồi, Tiến Linh lần đầu tiên được huấn luyện viên Chu Xie sử dụng, vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 79. Nhưng phút 89, anh lại phạm lỗi xấu xí với hậu vệ đối phương.